Đây là cái đoạn đường đi từ cái Huntington Beach mình tụt tới về cái quận Cam đó, thì nó khoảng không tới 10 dặm, 6-7 dặm thôi các bạn. Thì mình chạy nãy mình đỡ đường Fairview, mình chạy 2-3 đường đó, là qua khỏi Brookhurst, qua khỏi Newport rồi này nọ hết rồi. Thì mình đi khoảng 4 dặm thì lên đường này là Magnolia nè. Bây giờ video đang gặp từ Huntington Beach về đây đó, bắt đây cái cửa ngõ của đường của cái thành phố Fountain Valley, nó thuộc cái quận Cam luôn. Huntington Beach ở sát biển này, nó nằm trong bờ một chút đó. Mình phải tiến dần lên chút chút đó, tới cái khúc mà đường Magnolia đó với lại đường Edinger, thì đó nó có cái chợ Green Farm, cái chợ đúng chợ Việt Nam đấy bạn. Đó là lần dần tới sẽ đi tới này, nó tới mấy thành phố, tới Westminster luôn đó. Và đến như muốn được Sài Gòn, nằm trên đường Magnolia với Westminster ở bên tay trái, còn bên tay phải là tỉnh cháu quốc lộ cũng tắt đường Magnolia với Westminster, thuộc thành phố Westminster luôn. Mà giữa cái thành phố Fountain Valley này với lại Westminster, nó có cái thành phố nó nhỏ hơn nó. Bây giờ nó bắt đầu nó độc lập rồi, nó rất là nhỏ. Nó nằm sau lưng cái chợ ABC đó, chỗ bến xe Đào Hoàng ấy, thì chỗ nó kêu là cái Midway City. Đó là tao cũng quận Cam vậy, nhưng mà tao không có phải Fountain Valley, tao cũng chẳng phải Westminster. Nó nằm lọn chính giữa cục bằng do vậy đó, yên như cái kiểu cái thành phố của mình vậy đó. Mà cái này nó đi bộ ra cũng được, ra gần cái chợ ở đây này nha. Đây là cái pha con chưa, cái này chưa, phải rách ra lên trái một lên đó. Chạy thẳng không có, chạy thẳng đường theo bờ này luôn. Đây lên này nó cô đâu có biết đâu, xe hàng nó phải chờ cho mình ra. Hồi trước mình có làm mình làm trên cái đường Brookhurst, cái chỗ cái thằng ba tàu đó, cái thằng Nhật chứ bổn chứ khách quần bùi toàn là cách gì đâu không đem nói nghe. Hồi nãy cái thằng Leo đó nó gọi lại nữa. Leo là nào? Cái thằng ở Rancho Cucamonga đó, ngày nào nó cũng gọi nè, gọi hai ba lần không biết gọi chi. Nãy em hỏi nó hỏi em chứ có cái số nào nó reach anh được không, em nói chứ có bao nhiêu số nhưng không có số nào mà mình reach lấy được hết, mà chị nó không bao giờ nó trả lời điện thoại nè. Tao chỉ lấy điện thoại để nói cái này là cái điện thoại coi như là cái office thôi đó, là công việc cái work thôi, giờ mày cần gì. Nó nói thứ sáu này 8 giờ sáng nó đổ, nó mày đã tắt tao rồi, tao đã nói ok rồi là will take care up. Bây giờ mày gọi bao nhiêu chục lần vậy đó, cái chừng nào có cái gì thay đổi thì cứ tắt lời em đó. Em nói vậy nó mà nó cứ gọi chứ, thằng nó khùng nhiệt tình. Con nhỏ đó thì nó đuổi, nó nói mày đậu ngay trước cửa driveway, em đâu có biết, không tưởng anh đậu ngay nghe đàng hoàng. Nó ra nó kêu nó nói nãy giờ nó cũng ngồi trong xe, nó đầy máy rồi nó chờ em nãy giờ, em đâu nghe, bị đóng kính em không nghe. Nó nói vậy em đi, em xin lỗi nó rồi, em đang giờ đi mà đi chứ chung nó thọc nó nhắc bị dột bẻ từ sáng giờ, nó nhắc mình chết đi nhắc cái nào. Hôm nay nó bạch xịt cà xịt cà lụi vậy, chắc là ăn cắp mỡ nhiều quá. Tới đường Slater đây cũng còn là con qua đây, rất là nhiều người Việt Nam ở đây. Có Samaya thì anh Tám mình ở đó, rồi qua đây là mấy người bà con mình, mấy anh chị con của dì, con dì con cậu mình ở đây. Mình thì không thích ở vùng này mấy bạn. Nó đó ở trên phi rơi cái cầu cao lên phía trước đó, cái chỗ đó là cái freeway chỗ cái đường số đường đó Bonsa luôn, đi lên đó nó đường sửa cái cục đường đó đó. Thì cái đường này đó là vừa qua khỏi cái cầu này thì bên kia đó là Westminster mấy bạn, đó là đường MacFadden, đường này kia đường Warner đây nè đó. Đó đi về bên tay phải đó là cái Mount Square Park, mình đi thẳng đó là đi về hướng Westminster Garden Road rồi luôn. Garden Road nó qua bên kia của cái cầu 22 với lại cái đường Magnolia này, nó vừa cắt 405 nè, nó cắt đường 22 là đi Long Beach với lại Anaheim á. Nó cái khúc đoạn đường nó xa lộ nó ngắn lắm, còn đi tới nữa đường Magnolia này nó cắt luôn là tới cái chỗ đường 91 luôn.
đó, ra đi giao lộ ngay chỗ 91 đường 5 rồi này nọ, đi mưa nao phạt ngay đó đó. Bây giờ mình đi đường đó mình nắm, mình nói thành phố nào mình biết đại khái nó nằm gần chỗ nào mình đi gần tới rồi mới bật cái máy lên, chứ mình ít có bật sớm lắm. Đây tất cả cái đây là toàn cái flat, cái nhà bằng không ở Mỹ, nó không có cất cái nhà lầu quá nhiều lắm, nó cất 2 tầng 3 tầng là chung cư cất, chứ còn nhà cái nhà nãy đó anh Lê nói á, là anh Duy anh cất đó là cũng cùng một cái nhà thôi, người bạn của ảnh, cô đó là cô nha sĩ đó, trước cất một cái căn ở trên UCW đó, là cổ làm ở trên đó nha sĩ, chồng là bác sĩ, nghe lần trước nghe nói vậy đó. Mà nó khó đi y bác sĩ vậy, chứ là mình gọi lên cùng trên lót thì phải báo danh mấy bạn, còn bên này thì khỏi, đi xuống đi đó đó. Bạn biết không, bạn có tưởng tượng không, là nó kêu là mình đi y bác sĩ đó, đi vô làm cái job có 15 phút vậy mà cũng tới nó kiểm, nó coi mình có đi làm hay không, hay là mình giết người bọt anh đi đó. Mình nào giờ tụi mình thì chưa có bao giờ làm vậy đó. Cái góc Adventure đây này, đây là cái chợ Green Farm Market này. Bên trong cái này đường Edinger, rồi xong tới đường trên là đường Mắc Va Đình, rồi mới tới cái đường Bonsa và đường Phớt, đường Bonsa đó. Bonsa thì ở Westminster, còn đường Phớt là nằm Santa Ana. Nhà em của anh ở trong này. Góc của Mặt Gia Đình với lại Euclid á, nó là cái nhà thờ Saint Barbara đó. Thì nhà của anh Tư của anh Lê nó ở đó. Giờ là mình bắt phải chạy đi mua ổ bánh mì đó, rồi cái mình phải chạy đi lên trên Lost mình đi làm nữa. Đi làm hai job lên trên Rian đó, là nó epoxy mấy cái deck, tức là mấy cái lầu á, cái tầng lầu 1 á là epoxy mấy cái đó đó, nối để nối sắt bên nọ bên kia, nó làm cái deck đó, tiếp tục các bạn ở dưới nó là đổ cái column ở trên làm cái deck đó. Đó. Làm chút vậy nó cũng nhiều lắm các bạn, coi vậy chứ cũng nhiều tiền lắm á. Như đó cũng có 10,000 ha anh ha. Rồi đầu tới giờ đó, cho tới cuối nữa ha, nó còn nữa rồi, mới con căn bên này đấy, còn căn bên kia là làm riêng nữa. Đó là 2 căn, đó là cái biệt thự sông Gập. Còn là cái bên tay phải đó là những cái mobile home, tức là cái nhà di động các bạn, cái chỗ này là cái di động mà của những cái người cho những cái người già ở vô đây họ mướn họ ở đó, tháng chứ cũng 800-900 cả ngàn đồng bạc tiền đất đó. Trong khi cái nhà trên, ví dụ bạn ở cái thành phố Riverside đi, bạn mua cái nhà đây thì một tháng bạn trả 1,500 thôi, thì đó là có cái nhà của mình. Nhưng mà nếu mà bạn có con có cái rồi, bên tay trái của mình là cái chợ EBC bến xe Đào Hoàng đây nè, đó bên đây cái xăng xe đó, tại xe nó đậu đó. Giờ thì xe chạy mất tiêu hết lắm rồi. Ở đây đường Bonsa, đường bên tay phải mình đang bảo vẫn phải là cái khu phố Lộc Thọ, và bây giờ thì giờ nó có chợ đêm đó. Mà mình chưa bao giờ đi chợ đêm, mình chỉ thấy thôi chứ mình chưa bao giờ mình đi hết nè. Đó. Qua bên đây đó là nó thuộc lên thành phố Westminster rồi. Thành phố Westminster rồi, nghe mình chạy tiếp con đường này nó sẽ đi ngang cái đường thành phố Garden Grove. Nó cái khu Garden Grove thì người đại hàng thì nhiều, người Hàn Quốc thì nhiều lắm. Mình đi chợ đa hàng của mình, đi chợ Hàn Quốc đó mình đi mua sườn bò, đi mua thuốc đồ nêm đồ này nọ đó, ông biển rồi mình mua đó đó, cũng rẻ lắm. Củ lan củ cải trắng ở đó nó rẻ hơn là chợ Việt Nam mình. Việt Nam mình nó đông quá, mình đi nó xô bồ đi thì lựa đồ rau cải của người ta làm sạch cho nó dập ra hết. Thì mình thấy mình đó thì mình nói chung là mình tôn trọng tội nghiệp người ta, trên đây ta làm người ta cũng buôn bán cũng phải có lời mấy bạn. Còn bạn làm bạn cứ rau cải vậy đó, bạn làm nó dập hết rồi, ví dụ như mình ăn mình được cái phần ngon rồi, nhưng mà những người sao tội nghiệp rồi, ví dụ như chợ nó bán không được thì cũng mình cũng lãnh đủ với ai, nó bán không được thì sau này nó tăng giá phải không, còn khó quá thì nó cứ rau cải thì nó phải luyện cái đó rồi nó đâu có lời với bạn, thì ai làm gì cũng vậy. Còn
mấy ông muốn chỗ ở đây nó rất là mắc đó, cho nên nó là mình làm cũng vậy, mình sống mình cũng phải giúp người ta. Em không ăn trắng, em từng ăn trắng em ăn hết tô cơm rồi, no rồi. Chợ Mỹ Thuận nó có cái người Sài Gòn mình ở bên khu chợ Thuận Phát ở góc Brookhurst với lại Westminster, nó cũng có cái người Sài Gòn nhưng mà cái vị đó nó khác cái vị này. Anh đúng không? Đậu đây bên phải trái này. Đó, sáng là ông đi xuống ông trong đi xuống làm xuống dưới này để ông vô cái khu bánh mì Sài Gòn đó mua ba ổ bánh mì pate gan thôi. Chứ là không ăn bánh mì là gì, chỉ bánh mì pate chứ thịt gì thôi. Mà thôi ăn vậy thôi chứ cũng thường thường vậy thôi. Ông ăn cũng kêu xịt cho tí miếng nước tương. Gặp nhỏ nó chơi trắc. Lần đó mình đi lên trên Úc lên đi thăm anh ba của anh. Ông là cũng chủ sĩ cái nhóm người Việt quốc gia đó, người Việt mà bởi vì cái hội HO đó là ông chủ tịch đó đó. Đó, cái đi lên trên đó đổ ba ổ bánh mì, mình không có ăn bánh mì thì mình ăn cháo hơn. Cái ổng mua ba ổ bánh mì cái nhét vô biểu xịt nước tương mà nó xịt á đó, nước cay thì mình không nói gì rồi, xịt nước tương nó xịt, ổng mới xịt nữa đi, mới xịt một chút thôi tại vì cái pate nó cũng mặn, cái bơ cái sốt mayonnaise nó cũng hơi mặn mấy bạn. Trời ơi coi, nó ăn tới mà nó mặn tới nỗi nó ăn không được luôn đó. Là bỏ đó, bánh mì đó 6 tháng không ăn, giận tiệm đó đó, giận. Mình nói giận gì, tại anh kêu củ xịt đó, em nghe rõ ràng á. Thì bữa đó mình đi, mình cứ mua hai chén chè mình đi ăn thôi, đi dọc đường lên trên mình ăn. Bữa nào mà thí dụ như đi, mà đi nhầm mà đi ngày thứ sáng thứ bảy mà có đi làm ở trên lót đó bạn, rồi mình đi lên Úc lên luôn. Từ ngày tối chủ nhật hay là sáng thứ hai sớm khuya đó, 1-2 giờ sáng là mình lái xe mình về tới chỗ làm mình làm luôn. Đó, đi như vậy đó là đi cũng thần sầu quỷ khóc luôn á. Có lần đó một tuần đó mà mình đi 2 lần, lý do đó là nó có cái show hoa lan trên đó mà phải đi là thứ 5, thứ 6, thứ 7 chủ nhật. Đó, thành ra mình đi lên trển mình mua đó, cái ngày đầu mở màn đó thì mình đi lên trển mua nó đẹp hơn. Kỳ đó nó ở Phật Mason á. Kỳ này đó là Linh Diệu gửi cho mình cái mail đó là báo cáo đó là sẽ mở ở chỗ phía dưới San Luis Obispo chút, tức là nó cách từ mình lên là 4 tiếng lái, ở từ trên kia xuống là 2 tiếng á, từ San Jose xuống là 2 tiếng đồng hồ. Đó, để coi là khoảng 2 tới 4 tháng 2 trước Tết á. Để coi có gì dịp mà đi được thì đi, ảnh muốn đi lắm nhưng mà đi là bây giờ đi thì mình ngồi lâu quá ngồi chịu không nổi bạn ơi. Bây giờ đi trên lót 2 tiếng đồng hồ mình chịu nổi, mà tới ráng thì 2 tiếng rưỡi, được tới 3 tiếng thì là cái bụng nó tức bụng lắm, nó khó chịu lắm. Bây giờ tuổi già rồi, mình cũng gần 70 tuổi rồi. Đó thì mình cũng phải biết là mình thường thường là mình ăn rau cải mình uống nước dữ lắm. Nhưng mà khi mà đi đường xa là thôi là em không uống nước, nhất là sáng sớm nha. Mà mình không ăn gì hết, mình uống một hớp cà phê thôi là nó đi liên tục, nó đi 2-3 lần luôn đó. Nó vậy đó, nó cứ bắt buồn đi vậy, nó khổ vậy đó. Nên mình mới nói ảnh thôi là em biết ơn em không đi. Đó, còn ổng thì không cần, ổng đi là đàn ông thì họ hay lắm, với họ không biết mình không biết sao, với là họ có mắt cái gì thì họ chui vô cái góc nào họ đi được, chứ mà mình đâu có đi được vậy đâu mấy bạn. Đó, đàn bà nó khổ vậy đó, cho nên mình nói anh thôi em biết thân biết phận, cháu không ăn cái gì cũng không hết. Ổng hỏi làm gì có tiền rồi muốn để dành tiền làm gì, nó không có để dành tiền làm gì hết đâu, tại vì cần xài thì em xài, còn không cần thì em không xài. Thí dụ như mình không xài cái gì, nhưng mà nhờ con chậu bông gì mà đẹp mình thích 100-200 mình cũng mua. Nói thiệt chứ có lần nó 1000 đồng chậu bông đó mình cũng mua, cái chậu lan đẹp quá đẹp đi, nó lên tới 200 cái nhánh bông là bao coi nó đẹp đẹp khủng khiếp luôn. Mà cái đẹp nhất đó là cái hoa cát lan ở Cattleya đó, mình rất là thích đó, mà cũng dành cho được, thích vô bỏ tiền ra mua thì chả ai mua đâu, nhà mình vậy đó. Rồi mình để treo cây cái nó chị thích lắm mà Út để lại đây chứ Út đem lên trển là làm gì. Nói vậy là mình để lại rồi rớt vô, để cho nó rớt vô trong cái hồ cá mà cho chết luôn cái chậu luôn đó mấy bạn. Mình rất là tiếc đó. Đẹp lắm lận.
đó rồi sau thời gian mình bệnh đó rồi bạn bè là nó qua đó, thành ra trước khi mình bệnh đó là bạn bè nó qua, là mình bận rộn hết 3 tháng dọn dẹp nhà này nọ, dọn dẹp cái số cho tụi nó xuống dưới chơi, nó cũng lên chơi cả ngày đó, rồi tới thầy cô lên chơi đó, nhưng mà riết rồi mình mệt mình chịu không nổi rồi. Giờ đó là khoảng tháng 3, tháng 4 này nè, là tụi nó trường mình nó đại hội mà thế giới là tụi nó về cũng đông lắm đó, mấy anh mấy chị rồi bạn bè bên Việt Nam cũng qua, bên Úc nó cũng qua, nhưng mà mình thì chưa chắc là mình đã lo được hồi hết được cho mấy người đó, thì mình cũng còn đi làm cũng bận lắm. Nãy gặp anh Quy đó, anh Quy hỏi mình nói không, các em không có đi đâu anh ơi, để em cũng ăn. Người ta bánh mì người ta xịt nước tương không à, nhưng mà ông đi trong xe, ông xe nào cũng vậy, cũng có cái thủ nước mắm, mình sợ ông Thắng chạy gấp, mình cứ kêu ông Thắng Thắng vậy đó, nó đổ nó lật cái là nó thuốc chịu về nổi đó. Giờ ta đi ta xịt chỗ nước mắm vô bánh mì đó, không dám bỏ ông xe, sợ nó đổ ông xe đó, đem ra cốp ngoài cốp để nó làm đó, rồi để đi làm. Đi làm rồi giờ ra ăn xong chạy đi. Dạ lên trên lót sao, mình hẹn trên lót tới 12 giờ lận, mình mới đi xong thì đi sớm thôi. Thôi mình xin dừng ở đây, hẹn các bạn.